Diệp Lâm Anh mất ăn mất ngủ vì cuộc chiến giành con, tối nào cũng ôm con sợ ngày mai nhận tin dữ. Diệp Lâm Anh có những trải lòng đầy xót xa trước cuộc chiến giành quyền nuôi con với chồng cũ Nghiêm Đức, bản thân đang rơi vào trạng thái bất an lo sợ từng ngày, không dám nghĩ đến cảnh hai con chia cắt. Nửa đầu năm 2023, showbiz Việt đã thật sự phải rúng động trước loạt drama đấu tố tranh quyền nuôi con của cặp đôi Diệp Lâm Anh và chồng cũ thiếu gia Nghiêm Đức. Sự việc gây xôn xao suốt một thời gian dài khi phía cựu người mẫu đã tung hàng loạt bằng chứng tố thẳng phía chồng cũ là kẻ ngoại tình, qua lại bất hợp pháp với diễn viên Quỳnh Thư trong khi cả hai vẫn đang là vợ chồng. Thời điểm đó, làn sóng chỉ trích từ netizen đã nổ ra một cách dữ dội, liên tục công kích lên phía Nghiêm Đức và tiểu tam Quỳnh Thư. Việc công bố bằng chứng ngoại tình trước truyền thông cũng được xem là phương án cuối để Diệp Lâm Anh nắm chắc phần thắng trong cuộc chiến giành quyền nuôi hai con của mình. Tuy nhiên, trải qua nhiều phiên xử sơ thẩm, tạm hoãn nhiều lần thì vụ việc đến nay vẫn đang bị kéo dài, chưa có kết quả xử lý cuối cùng. Là người nắm được lòng tin và sự cảm thông của khán giả, chính vì thế Diệp Lâm Anh đã được netizen đứng về phe ủng hộ. Ngay từ những ngày đầu drama nổ ra, việc hai con B-Boy và Burin còn quá nhỏ để có thể tách rời xa mẹ là điều mà khó ai có thể chấp nhận. Hơn nữa, dân tình cho rằng đối với một người cha ngoại tình như Nghiêm Đức thì khó có thể nào nuôi dưỡng con cái một cách nên người, không bằng ở với mẹ. Trải qua 3 lần tòa tạm hoãn xử, đến hiện tại Diệp Lâm Anh cho biết bản thân đang rất mệt mỏi, hàng ngày đều trải qua cảm giác bất an, lo lắng không dám nghĩ đến cảnh hai con sống chia cách. Mới đây, trả lời phỏng vấn trên báo 24 giờ, cựu người mẫu đã có những trải lòng khiến ai nghe được cũng phải xót xa. Theo đó, về phía chồng cũ Nghiêm Đức, nam thiếu gia cũng đang mong muốn được quyền nuôi dưỡng cả hai con. Nhưng một người mẹ như Diệp Lâm Anh thì cô không thể để điều này dễ dàng xảy ra. Hơn nữa, chính Nghiêm Đức lại là người gây nên tội lỗi dẫn đến hôn nhân tan vỡ. Vụ tranh chấp kéo dài khiến cô luôn rơi vào trạng thái bất an, mất ngủ. Tôi chỉ muốn cuộc ly hôn sớm kết thúc để bản thân tập trung làm việc, nuôi con. Mỗi tối đều nằm ôm con gái Burin hơn 4 tuổi. Tôi sợ mỗi khi thức dậy đón nhận thông tin xấu hai con không còn ở bên cạnh mình, Diệp Lâm Anh nói. Diệp Lâm Anh chia sẻ thêm bản thân cô hiện tại chỉ muốn các con sống chung cạnh nhau với mẹ, không muốn các con chia cách bởi cả hai bé đều đang quá nhỏ, cần phải có sự chăm sóc của mẹ. Còn nếu về sau này, các bé khi đã có quyền quyết định muốn sống chung cùng ai thì là do các bé quyết định. Các con còn khá nhỏ, tôi là phụ nữ sẽ chăm sóc các con tốt hơn, đặc biệt là bé gái có nhiều việc về giới tính cần được là người lớn chỉ dẫn. Tôi không muốn hai con bị chia cắt, tôi đủ điều kiện chăm sóc hai con nhỏ, muốn được nuôi cả hai, Diệp Lâm Anh bày tỏ. Riêng về kinh tế, cựu người mẫu cũng hoàn toàn tự tin, cho biết đang rất vững để có thể lo cho các con cuộc sống tốt, không thiếu thốn điều gì. Hiện tại Diệp Lâm Anh bên cạnh công việc kinh doanh thì cô cũng đang phát triển rất tốt ở mảng kết hợp với những nhãn hàng để livestream. Từng chia sẻ trước truyền thông, bà mẹ hai con cho biết công việc này mang về nguồn thu nhập khá lớn cho cô, thậm chí còn gấp 10 lần mỗi lần đi show hay sự kiện. Có thể thấy Diệp Lâm Anh với tấm lòng của một người mẹ, cô đang cố gắng chiến đấu hết mình, không bỏ cuộc để giành lại những điều mà xứng đáng thuộc về mình, đó là hai con. Hiện netizen cũng đang vô cùng sốt sắng, mong chờ ngày tòa đưa ra phán quyết cuối cùng sớm kết thúc cuộc chiến để không còn lo lắng, mệt mỏi cho đôi bên.